Dạ, đổ nó ra cái bao. Đúng. Đổ ra cái bao. Rồi xong. Rồi. Rồi. Ê, đi. Ê. Đi đi. Ba, cái ba. Đó vậy rồi sao nữa? Nó nói rồi, ai để cho tung tóe anh chị. Rồi. Trời á. Ấy cái miệng bao trở lại đi. Nó mà nhảy ra bắt lại không kịp luôn á. Đó. Làm gì không kịp. Còn cái xô này cũng chúc mừng sinh nhật Bồ Tát Thánh Chân. Hôm nay Tây Un sẽ đi phóng sanh cá thòi lòi. Đội hình những thần thú hôm nay theo Tây Un đi giải cứu động vật là tìm môi trường thích hợp để thả những bé cá thòi lòi này trở về thiên nhiên, cũng là tạo phước trong ngày sinh nhật của cô Lê Thị Đào, tức Bồ Tát Thánh Chân, đang ủng hộ cho cái chương trình phóng sanh đúng cách những cái loài vật ngoài tự nhiên. Trời ơi con ơi, giờ đây cá thòi lòi đang nằm trong bịch. Ngày mai sẽ tiếp tục phóng sanh cá thòi lòi nha Bồ Tát Thánh Chân. Hôm nay là mình giải cứu được 9 bạn cá thòi lòi. Nhờ ơn của quý vị Bồ Tát hỗ trợ Tây Un phóng sanh cá thòi lòi mà cái lần này người ta bắt lại á, người ta không thấy cá thòi lòi nữa. Người ta cảm thấy rất là khó bắt tụi nó. Dạ. Một tháng thì người ta có 15 ngày để bắt cá thòi lòi, nhưng mà thường không ai xuyên đi hết 15 ngày. Người ta chỉ đi cỡ 10 ngày thôi. Và may mắn là những con cá thòi lòi tháng rồi là được giải cứu hết, về tự nhiên an toàn hết. Và bây giờ tới cái mùa nữa. Rồi thì bây giờ nước, bây giờ tới cái con nước, người ta nói là bắt không nhìn thấy nó nữa, đạp ghe mỏi đít luôn, mà suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ tìm được 9 con này thôi. Dạ. Chứng tỏ cá thòi lòi rất là thông minh, được mình giải cứu rồi thì khó mà bị bắt trở lại. Giải cứu cá thòi lòi rồi, tối nay tôi sẽ tiếp tục đốt rác. Có mấy vị quăng rác thải tả em bé xuống sông đây nè, thì tôi lụm lên, tôi để đó tôi đốt chưa xong, thì bữa nay người ta lại quăng vô cái lùm cây này, chứng tỏ mọi người đã bắt đầu ý thức lên rồi, không vứt rác thải nhựa xuống sông nữa. Đây, không vứt xuống đây nữa. Rồi từ từ em sẽ đốt. Ôi Bồ Tát Thánh Chân ơi, nước lên như vậy là một cái cơ hội để cho cá thòi lòi trở về tự nhiên luôn. Những bạn đang xem video giải cứu động vật của Tây Un là những clip chân thật, không có dựng clip để câu view. Bởi vì không phải làm YouTube vì đam mê hay là vì kiếm tiền, mà là để cho mọi người thấy việc bảo vệ thiên nhiên và động vật vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không làm được thì dịch bệnh sẽ không bao giờ hết. Sắp tới đây là nạn đói nữa. Đó. Thì nạn đói có diễn ra hay không là do các bạn có ủng hộ Tây Un trong việc giải cứu thiên nhiên động vật thành công hay không. Bởi vì bây giờ dịch bệnh thì người ta bắt đầu
về quê sinh sống và người ta bắt những cái con vật trong tự nhiên để ăn thịt là nhiều, chứ người ta không có ăn đồ công nghiệp nữa. Thì cũng là lý do nhiều loài vật đang làm vai trò quan trọng trong cái môi trường này bị người ta giết hại để ăn thịt. Thì cái nghiệp sát sanh vẫn chưa hề thuyên giảm, và chỉ có được một phần nhỏ là những vị Bồ Tát đang ủng hộ Tây Ôn thôi. Nên các bạn thấy biển khổ chưa có hết là bởi vì có mấy người ủng hộ những điều Tây Ôn đang làm cho thiên nhiên và động vật đó. Nên đừng hỏi tại sao mình khổ, mà hãy xem mình đã làm gì. Mình đã làm khổ chúng sanh. Cái con gì mà gây hại cho tự nhiên thì tự ông trời ông sẽ cân bằng lại, để những cái con vật khác nó không bị sự bất công á. Hai cây luôn á. Ơ, người em Trang tới gỗ rồi. Trang nè, Trang nè. Xin chào các bạn. Bữa nay đi dòng sông lười tới đây luôn ha. Honey, Tommy, Ray. Hôm nay chúng ta sẽ đi giải cứu cá thòi lòi. Ơi, các bạn cá thòi lòi tươi tỉnh chưa nào? Chuẩn bị trở về tự nhiên nha. Sống rất tốt nha. Ủa giờ đi đâu vậy? Đây. Bây giờ xuống sông thôi, bữa nay nước lớn. Đây à. Bơi qua bên kia sông con à. Dạ. Bây giờ tụi con đi phóng sanh. Đốt
Okay. Yay. Sau khi phóng sanh cho Bồ Tát Thánh Chân xong rồi, bây giờ chiều con sẽ đi bơi với cuốn. Hôm nay có mấy bạn trẻ ở nông thôn đi bơi tắm sông. Mình ra đây chơi giao lưu với mấy bạn xíu. Tommy, honey. Tommy, honey. Tommy. Ray. Qua đây tập luyện con ơi. Honey. Swim. Mình sẽ bơi qua bên rừng nước bên kia để chờ mấy bé cuốn qua. Hôm nay người ta xả cái rác gì ra đây dơ dữ vậy ta? Nước đang chảy nha. Nước đang chảy rất là xiết. Lên đảo tới nơi rồi. Cố lên rồi. Anh đi cố lên luôn nha. Bốn giờ. Bốn giờ mười lăm phút. Bốn giờ mười lăm phút rồi. Tommy, Honey và Ray là những bạn rất là trung thành. Thank you.
Chào mi, rê. Dạ, mưa to luôn rồi ạ. Rê, là đây rê. Rê, không. Đây, u. Cho mi. Ok, cho mi. Mưa đang rất là to. Nhìn mấy bạn trẻ đằng kia chơi vui quá ha. Ở đây có một cái thao xô nhựa rác. Xin đừng vứt rác thải nhựa xuống nước. Tuyôn chỉ lụm rác thải nhựa khi các bạn nhấn like ủng hộ cho kênh YouTube của Tuyôn mà thôi. Bây giờ sẽ đưa rác nhựa này lên bờ. Anh đi, con xuống nước bơi luôn rồi hả? Nước đang đẩy mạnh quá. Rồi, go home. Nước đang đẩy nè. Sammy, Sammy. Hello. Mấy bạn đã biết bơi theo dòng nước chảy rồi đó, rất là tốt ha. Tình hình ăn trộm cát đã khiến cho những cây đước ở phía ngoài vành này nó bị sạt lở, nó đổ và nó chết. Nếu quý vị không ủng hộ YouTube Tuyôn, chắc chắn sẽ không tạo được cái sự ảnh hưởng gì với cộng đồng và nhà nước, họ cũng không thấy được
mà để có những cái ngăn chặn kịp thời đến những tác động tiêu cực đến với khu rừng đước này. Nên những gì mà tôi đang làm là giúp các bạn, mà các bạn không biết ơn, các bạn không ủng hộ thì chắc chắn tương lai chỉ có các bạn khổ thôi. Còn cái ấy của các bạn, thế hệ tiếp theo của các bạn sẽ rất là khổ. Rồi. Các bạn ơi, chơi game show gì vui vui không? Có, mình mới vừa nghĩ ra trò chơi hoa dâm bụt. Trò hoa dâm bụt gì nè. Giới thiệu với mọi người trò chơi hoa dâm bụt là như thế này. Mình là sẽ có một vạch xuất phát. Thí dụ như ở đây, mọi người sẽ bắt đầu xuất phát từ đây. Rồi một người đang ôm gốc cây đằng kia, người đó úp mặt vô trong vách tựa, vô cái cây đó, nói hoa dâm bụt. Với rồi quay ra mà thấy người nào nhúc nhích là bị. Không thấy, với bộ thấy người nào mà không cái bây giờ mình chơi dưới nước thì cái đầu mình đừng có nhúc nhích được không? Cái đầu mà gật gật vậy là nhúc nhích, chịu không? Cái đầu phải giữ yên luôn, không được nhúc nhích cái đầu. Giống như cái trò gì, giống như trò chơi đập tường á, biết không? Trò chơi đập tường á, thí dụ như em nè mà 1 2 3 nè, 1 2 3 1 2 3 cái quay mặt ra thấy đứa, cái đầu đứa nào mà rung rinh là bị, hiểu không? Mà ai mà bạn nào mà qua khỏi cái mức cây cột đó là thắng. Bây giờ mình sẽ nói về luật chơi. Cái máy thôi đừng nói. Rồi bây giờ giới thiệu lại trò chơi trong video nha. Ai giới thiệu không? Trang muốn giới thiệu không? Trang ai chơi không? Trò này không chơi hả? Vì lý do sức khỏe không chơi được hả? Tommy, honey. Honey. Mệt không? Sao con? Sao? Tôi đang để nước trôi đi theo dòng sông ra biển. Đây, nước đang đẩy ra đây. Tốc độ rất là nhanh nha.
Thank you.